Kéo áo, vị trọng tài đã cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hưởng phép lợi thế. Dứt điểm ngay, 2-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất bất ngờ, niềm vui vỡ hòa của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và các học trò. Một bàn thắng sẽ được đội bóng này nhớ mãi trong phần còn lại của mùa giải nếu như họ giành được tấm vé trung hạng. Một cú dứt điểm rất hiểm hóc, thủ môn Trần Bửu Ngọc đã đổ người nhưng không thể làm gì với pha ra chân như thế này của cầu thủ mang áo số 50. Ngọc Toàn rất nhịp nhàng. Tuấn Hải, Văn Quyết, vẫn là Văn Quyết, sút xa, tỷ số là 1-0 cho các thủ Hà Nội. Rất bất ngờ, ở phút bù giờ thứ hai trong hiệp đầu tiên thì người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Quyết. Một Đà Nẵng rất là kinh tuyệt tuyệt vời. Sau đây là một sáng tác của Ngọc Sơn. Rồi, tỷ số là 2-0 cho các thủ Hà Nội. Bàn thắng mang tính chất giải tỏa của Đỗ Hùng Dũng ở mùa giải hôm nay. Bàn thắng đầu tiên của Đỗ Hùng Dũng trong mùa áo của câu lạc bộ Hà Nội tại V-League năm nay. Cứu thua được cho SHB Đà Nẵng. Trước đó thì Phan Văn Biểu đã bị chuột rút và có lẽ thể lực của thủ thành bên phía SHB Đà Nẵng phần nào đó cũng đã ảnh hưởng tới những tình huống ra vào. Hơi chần chừ trong việc ra vào và Đỗ Hùng Dũng đã có cơ hội lốp bóng qua đầu Phan Văn Biểu, nâng tỷ số lên 2-0. Pha xử lý tốt của Lý Nguyễn, dứt điểm và tỷ số là 1-0. Rất bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng này. Lý Nguyễn đã có một pha xử lý rất nhanh và mở ra cơ hội cho Daniel Green. Một cú dứt điểm có thể nói là đầy ngẫu hứng của cầu thủ mang áo số 92 sẽ là một bàn thắng và là một ứng cử viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng này của V-League 2022. Đẹp trên sân đấu Pleiku. Nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các thủ Topland Bình Định. Một tình huống phạm lỗi không đáng của Mauricio, một pha bóng mất tập trung của Huỳnh Tuấn Linh. Cùng với đó, cú đá có độ khó rất cao của Henrio đã mang lại bàn thắng khai thông thế bế tắc của đối đầu giữa Hoàng Gia Lai và Topland Bình Định. Cú đá phạt nửa truyền nửa sút của Henrio, nhưng người đã mắc lỗi vị trí là Huỳnh Tuấn Linh. Tuấn Linh đã đứng cao và phán đoán tình huống chuyền bóng của Andrew. Đó lại là một cú đá thẳng và một cú đá có quỹ đạo bay cũng như là điểm đến vô cùng chính xác.